Hello mọi người, em toàn xin chào tất cả mọi người nhá. Một lần thì nói đầu tiên thì cho em xin phép là gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả mọi người. Đấy, mọi người hôm nay em toàn có một sản phẩm là một em bách hoa nâu men sành đây mọi người. Họa tiết vẽ tay nổi khối lên nhá mọi người nhá. Đấy, một em mình này dáng rất là lạ luôn các bác ạ. Đấy, các bác thấy chưa? Toàn bộ như cái cổ này nó cũng vẽ vàng này, trên miệng này cũng vẽ vàng này mọi người này. Những cái chấm bi này cũng vẽ vàng nhá mọi người nhá. Đây nó có bức tranh chính của nó là vẽ hoa mẫu đơn này và vẽ chim này mọi người nè. Đấy, đây là thì có vẽ những cây tùng và những cái hoa này là hoa liễu dù này mọi người này. Hoa này gọi là hoa liễu dù này, có ngôi làng chùa này, có núi này. Đấy, toàn bộ những cái chỗ này là toàn bộ là vẽ nổi vẽ tay nhá mọi người nhá. Đấy, những cái chỗ này là vẽ nổi khối hết lên này mọi người này. Sờ gọn lên nhá mọi người nhá. Chiều cao của em này là 37 nhé mọi người nhé. Chiều cao 37. Miệng nó 15,5 nhé mọi người nhé. Miệng 15,5. Để em đo luôn vào bụng đây. Cao 37, miệng 15,5. Bụng của em này là 60 nhé mọi người nhé. Bụng 60. Hàng rất là ok luôn. Đây các bác xem này. Đấy, miệng của nó cũng đẹp luôn. Men dạn nhá các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa? Hàng khá là đẹp luôn. Những cái chỗ này là nó dạn nhá mọi người nhá. Không phải là nứt đâu nhá mọi người nhá. Đấy. Tình trạng lành tít nhá mọi người. Đây chuyện nó đây này mọi người này. Chuyện một cốt gốm nó khá là đẹp luôn rồi. Đấy, hàng Satsuma luôn. Các bác nào mà ai mà ưng ý sản phẩm này, các bác cứ liên hệ với em Toàn. Chốt hàng qua số điện thoại Zalo là 0962 949668 mọi người nhé. Thôi em xin chào tất cả mọi người nhé.